tối hôm qua thì thế nào mà anh có đấy mà đang đất mà coi như chúng ta cũng như là một cái quê hương thứ hai. Thế thì cũng một lần nữa sang một năm mới Đinh Dậu 2017 xin có lời chúc sức khỏe tất cả đến hai vị thủ trưởng cũng như là gia đình các đồng chí cũng như là tất cả các đồng chí. Xin một lời vỗ tay nhỉ. Đây vâng. Thế thì xin phép là xin phép hai thủ trưởng thì một thủ trưởng lên phát biểu nhỉ. Chúng ta kiến vâng. Vâng. Thôi báo cáo với anh em này. Sau 27 năm thì hôm nay anh em tổ chức đây thăm lại chiến trường xưa. Và hôm nay gặp mặt anh em tôi thì anh em tôi xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe tới tất cả đại gia đình chúng ta là mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Thế và giới thiệu là trong đơn vị tôi là có thêm hai đồng chí nữa, đồng chí Bảo, đồng chí Thái ra đây tổ chức công việc. 3 thủ trưởng lại ra 7 và 3 thì coi như thắng được đôi ba. À đôi ba. Thắng được đôi ba. Trong trước thì không phải là quay thằng trong ra 7 và 3 thì to. Trên bảo dưới nghe ngon lành. Trên bảo vẫn nghe. Em phải chơi một em kia. Chấm luôn. Đâu mày nó luôn. Mày nó đẻ nhỉ.